và chấp nhận những pháp của tự nhiên đó là tự luận, cho rằng là cái tri thức mà chúng ta đang có là nó nằm ngoài cái sản phẩm, nằm ngoài cái hoạt động tinh thần, và chúng ta có thể truyền đạt cho nhau, có thể trao đổi cho nhau giống như sản phẩm vật chất khác. Tham dự cùng nhận thể và từ bỏ phương pháp các nhà khoa học tự nhiên, và đây là một cái phân biệt rất là cơ bản để dẫn tới cái nhìn mới của khoa học xã hội. Kính thưa các vị đại biểu, thưa thầy cô giáo và thầy học sinh, như vậy là chúng ta đã nghe hai cái phần báo cáo liên quan đến rất nhiều các vấn đề về lý thuyết do giáo sư Nguyễn Khoa và giáo sư Lê Hùng Tiến trình bày liên quan đến vấn đề khác biệt đông tây và các nền văn hóa và ngữ liệu ngữ từ các nền khoa học xã hội. Bây giờ chúng tôi xin kính mời chúng ta quan tâm tới một cái vấn đề gắn chặt với cái công tác hàng ngày của chúng ta, đấy là cái vai trò của người dạy và cái việc đánh giá cái hoạt động giảng dạy của chúng ta như thế nào, sử dụng nó là chúng ta làm sao để tác động tới cái công tác giảng dạy của chúng ta mà nâng cao hiệu quả đào tạo và cái kênh phản hồi mà nhiều người chúng ta có lẽ là chưa quan tâm lắm hoặc là chưa đánh giá hết cái hiệu quả của nó hoặc là sử dụng nó chưa được hợp lý. Và bây giờ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Thị Thắng để có cái bài trình bày của mình với tiêu đề là đánh giá hoạt động giảng dạy góp phần đảm bảo chất lượng và hiệu quả đào tạo. Xin kính mời tiến sĩ Nguyễn Thị Thắng. Như chúng ta đã biết thì cái một trong những vấn đề cốt yếu của việc nâng cao cái chất lượng đào tạo đại học nói chung và chất lượng đào tạo nói chung cũng như là cái chất lượng đào tạo của đại học nói riêng là vấn đề nâng cao và đảm bảo chất lượng của chúng ta. Và ở đây đánh giá chính là một phương tiện để chúng ta đi thực hiện cái vấn đề này. Hay nói khác đi, đánh giá chính là một vấn đề và giúp chúng ta có thể nâng cao được cái chất lượng giảng dạy của bậc đại học của chúng ta. Và trong khoảng 10 phút thì tôi sẽ xin trình bày ba vấn đề, nó không lớn nhưng nó cũng không nhỏ, và tôi cố gắng là trình bày hết sức ngắn gọn. Vấn đề thứ nhất là chúng ta hiểu thế nào là đánh giá, thế nào là đánh giá là giảng dạy. Thứ hai là tại sao chúng ta phải đánh giá là giảng dạy, và thứ ba là chúng ta đánh giá hoạt động giảng dạy của chúng ta bằng cách nào. Thứ nhất, chúng ta đi trả lời câu hỏi thế nào là đánh giá hoạt động giảng dạy. Thực chất thì cái quá trình đánh giá hoạt động giảng dạy của chúng ta là chúng ta cố gắng đi thu thập tất cả những thông tin để rồi chúng ta trả lời cho hai câu hỏi, và hai câu hỏi này là hai câu hỏi vô cùng cơ bản. Câu hỏi thứ nhất đó là tôi dạy tốt như thế nào, và câu hỏi thứ hai chúng ta cần trả lời được đó là những bạn nào là tốt và những bạn nào là còn hạn chế. Đây, nếu tôi hiểu cách đông đạt, đây chính là cái hoạt động giảng dạy của chúng ta. Và cái câu hỏi thứ nhất thì trả lời cho chúng ta một cách khái quát hoạt động giảng dạy của chúng ta diễn ra như thế nào, và cái câu hỏi thứ hai là giúp chúng ta trả lời đánh giá một cách tỉ mỉ cái hoạt động giảng dạy của chúng ta. Vậy thì trước khi mà chúng ta đi trả lời hai câu hỏi này thì chúng ta cũng cần phải biết tại sao chúng ta lại phải đầu tư nhiều công sức và sức lực để đánh giá hoạt động của chúng ta. Thứ nhất là đánh giá hoạt động giảng dạy nhằm nâng cao cái hoạt động giảng dạy của chúng ta, và tất cả chúng ta nhìn cái sơ đồ biểu đồ này, biểu đồ này của tác giả đi Frame. Chúng ta nhìn cái biểu đồ này, tất cả chúng ta dù là giáo viên giỏi hay giáo viên kém thì tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng có một cái tiềm năng. Cái tiềm năng là làm thế nào để chúng ta tốt hơn, dạy tốt hơn. Và những giáo viên mà luôn luôn tập trung để thu thập những cái thông tin về giảng dạy chúng ta thì cố gắng làm sao để tiếp cận những cái tiềm năng này của chúng ta, để làm sao đổi mới được cái chất lượng giảng dạy của chúng ta
giáo viên mà chỉ chú ý một chút, thu thập thông tin một chút về bảo mật của mình ra, thì cái chất lượng của thầy cô này nó càng ngày có thể là giảm chất tại chỗ, và thậm chí là cái chất lượng giảng dạy đó còn đi xuống. Hay nói cách khác đi là cùng với thời gian mà chúng ta cứ thu thập những cái tài liệu, thu thập những thông tin về giảng dạy chúng ta, để rồi trên cơ sở đó chúng ta thay đổi cái hoạt động của chúng ta, thì chúng ta sẽ nâng cao được chất lượng giảng dạy của mình. Đấy là lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai tại sao chúng ta là cần phải đánh giá hoạt động giảng dạy. Thứ hai là đánh giá hoạt động giảng dạy thì nhằm để giúp cho các nhà quản lý đưa ra những hướng dẫn hay là quyết định cho việc tuyển chọn nhân sự. Thứ nhất là đánh giá hoạt động giảng dạy để tuyển chọn giáo viên vào một vị trí nào đó trong nhà trường hay trong khoa đào tạo đó. Thứ hai là cũng thông qua việc đánh giá này, chúng ta các nhà quản lý có thể tuyên truyền giáo viên vào vị trí mà phù hợp với chính cái khả năng của họ. Và dù có là tuyển chọn giáo viên hay là tuyên truyền vị trí của giáo viên này vào vị trí nào khác thì đều nhằm mục đích là thứ nhất là để nâng cao hiệu quả giảng dạy. Thứ hai, nó có tác dụng hơn nữa, rộng hơn nữa là nó duy trì hay là làm thay đổi cái hoạt động của cả cái hệ thống giảng dạy của nhà trường hay của khoa đào tạo. Thế nên là đánh giá đó là nhằm lưu trữ những cái sản phẩm giảng dạy có chất lượng. Tại sao? Bởi vì để nếu chúng ta đánh giá, chúng ta lưu trữ được những cái sản phẩm giảng dạy có chất lượng của giáo viên nào đó thì sẽ giúp cho giáo viên chúng ta có thể chia sẻ thông tin về chất lượng giảng dạy. Nhiều khi tôi lấy ví dụ thế này, khi mà tôi mới ra trường thì tôi cũng đi thực tập rất nhiều. Thực tập làm gì? Tôi thu thập tất cả những cái thông tin mà những giảng viên có kinh nghiệm và giảng dạy có chất lượng, để qua đó tôi hỏi họ và chia sẻ những cái kinh nghiệm, những kỹ năng giảng dạy. Cái thứ hai, việc lưu trữ sản phẩm giảng dạy có chất lượng nhằm cho mỗi giáo viên chúng ta có thể hiểu rõ hơn về giảng dạy của mình như thế nào. Lý do thứ tư là vấn đề thỏa mãn quyền cá nhân. Tất cả chúng ta ở đây ai cũng có cái nhu cầu là đánh giá và được đánh giá. Chính vì vậy mà cái hoạt động lần này sẽ giúp cho chúng ta thỏa mãn cái nhu cầu đó. Và việc đánh giá giúp cho giáo viên cảm thấy tâm lý của mình được thoải mái, và chúng ta sẽ nỗ lực hơn rất là nhiều trong công việc khi mà chúng ta được đánh giá tích cực. Và khi mà đánh giá cái cảm nhận của chúng ta tốt thì chúng ta cũng phải nỗ lực rất là nhiều. Và tất cả dù có là những cái việc quản lý dạy hay là lưu trữ sản phẩm hay là tuyên truyền vị trí công tác vân vân hay thỏa mãn tâm lý cá nhân, thì cuối cùng tất cả cũng tìm chung là việc đánh giá hoạt động giảng dạy để nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy của chúng ta. Vậy thì nếu như cái việc đánh giá hoạt động giảng dạy này nó đáng giá như vậy thì chúng ta đánh giá bằng cách nào? Thứ nhất là chúng ta, mỗi giáo viên chúng ta sẽ tự giám sát hoạt động của chúng ta. Đây là một cái tốt và trực tiếp. Bởi vì sao? Mỗi giáo viên chúng ta trực tiếp giảng dạy và chúng ta trực tiếp theo dõi cái diễn biến giảng dạy của chúng ta, và chính vì cái theo dõi cái diễn biến giảng dạy của chúng ta này, chúng ta có thể thay đổi cái hoạt động của mình một cách nhanh chóng. Thế nhưng nó cũng có những cái hạn chế nhất định, bởi vì tất cả chúng ta, như giáo sư Vĩnh Hòa trong cái báo cáo cũng nói là tất cả chúng ta ai cũng có một cái điểm mù nhất định. Có nhiều khi chúng ta đọc sai lệch cái thông tin, sai lệch cái phản ứng của sinh viên. Ví dụ tất cả ở đây chúng ta, tôi đang trình bày, người đang nói chuyện, nhưng mà tôi thì hoàn toàn không, tôi trình bày rất hay, bởi vì rằng cái chủ đề tôi đưa ra là vấn đề sôi nổi mọi người đang thảo luận, nhưng thực tế có phải đâu. Đấy là cái hạn chế mà của cái hoạt động của giám sát giáo viên. Vậy thì làm thế nào để chúng ta khắc phục được cái tính chủ quan này, thì chúng ta có một cái biện pháp thứ hai, đó là sử dụng băng thu âm ghi hình rất rõ ràng của chúng ta. Cái nguồn thông tin này là một thông tin khách quan nhất, chúng ta có thể theo dõi được là trong 50 phút thì chúng ta đưa ra bao nhiêu lượng thông tin, chúng ta nói nhanh nói chậm, chúng ta di chuyển trong lớp như thế nào, vân vân. Thì cái băng thông tin là cho chúng ta biết một cách chính xác, nhưng nó cũng là có cái hạn chế của nó của chúng ta. Của nhóm ta
sĩ Phan Hồ Liên, thạc sĩ Vũ Việt Hòa, thạc sĩ Chu Thị Phương Lan, thạc sĩ Phạm Xuân Thọ với báo cáo mang tiêu đề sử dụng phần mềm Grab và việc nghiên cứu gương học thực nghiệm trên dữ liệu thực hiện. Xin mời tất cả các chị mời. Phân tích các yếu tố liên quan đến văn bản gốc, chúng ta phân tích yếu tố nào
thì ở đây có các cái yếu tố theo đề xuất của Peter Newmark làm hoàn toàn được điều trong lĩnh vực nghiên cứu về lý thuyết. Đầu tiên chúng ta cần phân tích cái ý định của văn bản đó định là ủng hộ hay là phê phán ý tưởng nào nào. Loại văn bản là gì? Có các văn bản như thế nào? Bối cảnh văn bản là thế nào? Có xuất bản một cái tạp chí chuyên ngành hay là một cái tờ báo chính thức? Cuối cùng là cái mà đã được phân tích sâu hơn trong nghiên cứu này đó là đối tượng độc giả. Ở tiếng Anh gọi là text readership. Ở đây có một số lý thuyết về đối tượng độc giả mà em đã tổng hợp trong quá trình là đọc các tài liệu. Thì có cái một cái câu rất là tâm đắc đó là nếu mà mình không biết được là bản thân của mình là sẽ nhắm đến đối tượng nào thì cái bản thân của mình sẽ không thể thành công được. Đây là theo đó là câu đấy. Và mỗi một ý bản thân đều hướng tới một cái đối tượng độc giả nhất định và cái đối tượng độc giả đó được có những đặc điểm về trình độ giáo dục, về giai cấp và về độ tuổi của giới tính trong một trường hợp. Thì chúng ta đã tập nghiên cứu xem cái đối tượng độc giả chúng ta hướng tới, đối tượng độc giả là tốt hướng tới ai, bản dịch hướng tới ai, là bài phân tích ba cái yếu tố này. Vậy thì với mỗi một cái văn bản, bản mẫu hay bản dịch thế thôi, thì đối tượng độc giả thường được chia làm ba loại chính. Loại thứ nhất, nhóm thứ nhất là những người có hiểu biết sâu mà trong văn bản trong tiếng Anh đó là Peter Newmark gọi là đối tượng là expert, tức là chuyên gia. Thứ hai là những người có hiểu biết thông thường, tức là layman. Và thứ ba là những người là chuyên biết. Thế thì có thể đối với văn bản gốc thì đối tượng là người ta tác giả của cậu hướng tới là có thể là đối tượng hiểu biết sâu. Thế nhưng mà khi mình dịch ra thì qua bản dịch tương tác các hướng tới đối tượng hiểu biết sâu mà đã nhận trong tiếng Việt thì trừ khi người nói người viết nhấn mạnh đến số lượng, còn nếu không thì mình không nhất thiết phải để cái số lượng ở đây. Câu này có hoàn toàn để dịch là bỏ cái chữ thơ này đi. Tôi tớ vừa mới mua TV LCD mới, như thế là đã là truyền đạt đầy đủ nghĩa rồi. Cái nghĩa là một này không quá quan trọng. Hay là một câu khác trong tiếng Anh là I often read books on the bus. Books on the bus. Thế thì mình cũng không nhất thiết phải dịch là tôi thường đọc những quyển sách ở trên xe buýt. Tôi mình có lẽ thì nên dịch là tôi hay đọc sách trên xe buýt, thế là đã đủ rồi. Và đôi khi thì vì các biệt văn hóa cho nên là cái bản dịch cần có những cái phút nốt, cái ghi chú chân trang hay là những cái đóng mở khoảng rất là dài dòng để đảm bảo là người đọc bản dịch hiểu không cùng một vấn đề giống như là người đọc bản gốc. Ví dụ câu này tất nhiên mình có thể dịch cái chi tiết 6,000 pounds là để mua một con chó loại bút đó rất là đắt thì người chủ có khi phải trả tới 6,000 bạc. Cảm ơn thầy. Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng kính mời phó giáo sư Nguyễn Thị Vũ Lân Trung, phó hiệu trưởng nhà trường, phó chủ tịch hội đồng khoa học nhà trường lên khai mạc. Tôi đã lựa chọn một số trong rất là nhiều cái công trình khoa học của chúng ta từ năm 2009-2010 với chất lý luận chung, những cái nghe chung thì chúng ta có thể cùng nghe được. Còn rất nhiều